À, quả thứ nhất à. Chua quá. Chua à? Không mặn. Một quả cuối cùng thôi. Xong, 10 quả đầu tiên đó xong nha. Rồi. Đó. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Phan Hùng đây. Hôm nay mình sẽ quay lại với một thử thách mới. Và mình có một vị khách mời mới luôn. Đó là bạn này tên là Việt. Bạn học chung cấp 3 ngày xưa với mình ha. Thì hôm nay để cho đỡ ngán thì mình đã chuẩn bị 10 cái hộp vịt lộn xào me. Còn bên đây là hộp vịt lộn luộc thôi, để ăn cho đỡ ngán á. Bây giờ bạn này sẽ ăn hết 20 cái này luôn nha. Thì mình có chuẩn bị một chén hủ tiêu nữa nè. Đây là rau răm. Xong, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. À, còn chuẩn bị nước coca nữa ha, đề phòng cái trường hợp mà ngán quá uống vô thì nó sẽ đỡ. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài để mình nhường lại màn hình cho vị khách mời này nha. Ok. À, quả thứ nhất nè. Chua quá. Chua à? Ừ. Không mặn. À, vậy lát mới nếm. Lát có làm thêm thì chắc phải cho thêm mắm quá mọi người ơi. Thật sự mà nói thì mình chưa bao giờ ăn được quá 5 chiếc hộp vịt lộn hết á. Nếu mà mình thực hiện thử thách thì mình nghĩ mình sẽ ăn được. Cái này nó mặn mặn hơn xíu rồi. Chua. Chua đỡ ngán. Nhưng mà để mà ăn hết 20 trái trứng hộp vịt lộn vậy thì mình nghĩ chắc mình không làm được đâu. Chỉ những người nào mà người ta thật sự mê ăn trứng hộp vịt lộn á thì người ta mới có thể thôi. Mới đầu mình tính ăn 30 quả. Nhưng mà do mình cũng không có chắc là bạn mình sẽ ăn hết được thì sợ fail, cho nên thôi mình làm 20 quả thôi. 20 quả cũng là quá nhiều rồi. Một quả mình nghĩ trung bình là khối lượng của nó là khoảng 50 gram. Thì 20 quả chắc là tầm 1 ký á. Cũng nhiều hơn. Bạn đã ăn hết 4 quả rồi. Mày có muốn ăn được ăn này ăn kia xen kẽ không? Đó là cái này chua, ăn cái này hết này. Đã ăn hết nè. Không. Mình ăn hộp vịt lộn á là mình toàn ăn từng miếng ha. Ăn một quả như vậy thì chưa bao giờ mình ăn hết. Mới có 4 phút thôi. Clip này clip này trên này chắc phải tồn tại khoảng 20 phút. Cái dài khoảng 20 phút. Rồi. Thì cái phần này rất là nhanh, nhiều phần này không? Bên đó thì có cái muỗng nhỏ. Uống nhiều nước quá bị no á. Theo kinh nghiệm hay ăn của tao thì uống ít nước thôi, uống nhiều quá bị no. Với lại á, mọi người biết không, khi mà mình ăn mấy cái đồ mà nhiều vậy á, mọi người sẽ rất là mỏi miệng nha. Kiểu như mình nhai nhiều, cơ miệng hoạt động nhiều, mình dễ bị mỏi miệng lắm.
chỉ còn một quả cuối cùng thôi. Xong, 10 quả đầu tiên đã xong nè. Rồi. Sao? Oh my god. Dẹp dễ luôn ha. Rồi. Mời chúng ta đã hoàn thành được 50% rồi. Còn 50% nữa. Rồi, bắt đầu ha mọi người. 10 quả hột vịt cuối cùng. Mình cũng đang đói quá. Nhìn bạn ăn cũng thấy thèm. Không đúng rồi, khó nuốt hơn kia. Cái kia có nó có me chua thì dễ ăn hơn. Thì chiều nay mình với ba mình với ông anh sẽ làm một chầu hột vịt xào me nhậu ha. Mới lấy thêm cái lẩu bò nữa. Trời ơi, hết bài. Nhân vật chính của chúng ta chia sẻ là sau khi ăn 10 trái hột vịt lộn xào me thì ngồi nghỉ khoảng 5 phút thì anh ta đã thấy no hơn một xíu, cảm thấy bụng nó hơi ngang, nhưng mà để coi có thực hiện hết được cái thử thách này không. Tính ra thì anh bạn này cũng uống nhiều nước đấy. Mọi người nhìn nè, uống nhiều nước á, chắc cũng khoảng hơn nửa lít nước rồi. Uống nhiều nước quá cho nên cũng bị no. Đối với một người đã ăn được một mớ rồi á, thì khi mà người ta nhìn vô cái này người ta sẽ rất là ngán. Nhưng mà đối với những người ta chưa ăn thì nhìn vô thấy rất là thèm. Giống như mình hiện tại đây, nhìn đang rất là muốn ăn. Mình là giống mua tái vậy. Mình lựa bài nào dễ, nào nhỏ mình bước trước. Cái nào nhiều, cái nào to, cái nào khó bước sau. Ôi mọi người nhìn là con đó nè. Cái này thấy rõ là con đó luôn. Đừng có mơ. Đừng có mơ. Chắc là no quá nên bị ảo giác rồi mọi người. Nhanh quá. Ghê vậy. Trong vòng 4 phút đầu thì anh ta không ăn nha. Nhưng mà tự nhiên cái trong 30 giây thôi anh ta lại ăn hết 3 quả. Thật là bất ngờ. Còn có 5 quả rồi kìa. 15 rồi. Cố lên, cố lên. 4 quả thôi. Nãy giờ là 6 phút rồi. Tính ra là 1 phút ăn được 1 quả. Hột vịt lộn nguội rồi đúng không? Ừ. Tại cái máy lạnh nó phà trực tiếp vô cho nên nó nguội rồi. Tới 75%
Ừ thì được rồi. Ăn ăn 16 quả mà 75%. Tính ra nhiêu đây là 4 quả này chưa đủ 25% đâu. Vị khách mời này thực hiện thử thách rất là lạ nha. Ăn xong rồi cái ngồi nghỉ chứ không có ăn liên tục. Ăn xong ngồi nghỉ khoảng 2 phút á thì khoảng 30 giây anh ta sẽ ăn 2-3 trái một lúc. Không có đơn giản như mọi người nghĩ đâu ha, nhìn cái cục nó tròn nó nhỏ vậy thôi. Chứ ăn vô nhiều nó ngán lắm. Với lại mọi người cũng có thể thấy là khách mời của chúng ta đã uống hết, sắp hết luôn một cái ca nước kìa. Cái đó là 1.5 lít á, mà anh uống gần hết luôn rồi. Đó, sắp hết luôn. Hai quả nữa thôi. The last one. Quả cuối cùng. Quốc luôn. Rồi. Cuốn đồ keo. Xong rồi mọi người, 20 quả. Nhưng mà chưa, để anh ta nhai hết đã thì mới được tính là hoàn thành ha. Trước đây bạn của mình chỉ ăn có 15 thôi, 15 quả thôi. Còn bây giờ là quốc 20 quả luôn. Xong. Quá đã. Rồi từ giờ tới mai không ăn đúng không? Từ giờ tới mai. Đúng rồi. Giống như động vật bò sát vậy hả? Ăn vô no rồi giờ ngủ đông thôi. Rồi giờ sao? Cảm giác bây giờ như thế nào? Cảm giác là nó hơi mất ói rồi. Muốn mất ói. Cái này cảm giác này chắc nó sẽ theo mình khoảng 3-4 tháng nữa khi mà ai nói về việc thôi không ăn nữa. Rồi vậy là khi mà ăn xong một cái gì đó quá nhiều thì chúng ta sẽ có suy nghĩ là không muốn ăn cái đó trong một khoảng thời gian dài, hoặc là có nhiều người ta nói là thôi bỏ luôn từ nay cho đi không ăn được ha. Thôi thì cái đó là clip thử thách ăn 20 trứng hộp lột đây, vỏ với lại cái bình lột xào me hết rồi ha, rất là hay. Xem ra vị khách mời này có thể ăn khỏe hơn mình luôn á mọi người. Thì clip của mình cũng xin được kết thúc tại đây ha. Nếu như mọi người cười thì hãy like, còn nếu thấy hay thì hãy subscribe và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem ha. Ok, xin chào các bạn. Bye bye.